Ok, vô thẳng vấn đề chính nè. Tại sao cô cho người giết chết thằng A Đông, đối tác làm ăn của tôi? A Đông bị giết rồi hả? Đúng, không những nó chết mà cái xác của nó còn nằm ở trên xe của tôi kìa. Cô bỏ xác của nó lên xe tôi để công an điều tra, nói tôi là kẻ giết người. Anh bị điên rồi, tôi không có làm. Hai đứa phải phụ anh, bằng mọi cách phải đẩy số hàng của mình ra ngoài. Không thể nào để trong nhà được, chỉ cần bùng một cái chết cả đám. Anh ơi, đành rằng là như vậy, nhưng mà nghe em đi, tạm thời mình ở ẩn một thời gian, án binh bất động. Không được. Chú mày không biết mục đích của lão già phải giết A Đông là gì sao? Nó muốn chặt huyết mạch của chúng ta. Bây giờ nguồn hàng của chúng ta mà án binh bất động nữa, kế hoạch của nó thành công. Như vậy, có khi nào người thắp nhang cho lão đại là lão thần y? Vậy hai con người này có mối quan hệ gì với nhau sao? Nếu mà nhìn bề ngoài thì có vẻ như là họ quen biết nhau. Nhưng mà nếu hai người có mối quan hệ thì chỉ có thể là bạn bè. Vậy tại sao cậu không nghĩ họ là anh em chứ? Em chơi thân với Hoàng Phát từ nhỏ. Hoàng Phát nó nói với em rằng là gia đình nó không hề có bất cứ một người thân nào cả. Nói như vậy chỉ có bạn bè thân thiết từ xưa của gã lão đại. Cậu có thể dò hỏi tin tức từ Hoàng Phát về bạn bè thân thiết của lão đại mà.